Dạ, nghệ sĩ Lệ Thủy và Trọng Hữu xin kính chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc và kính chúc tất cả quý quan khách có mặt hôm nay trọn một năm vui tươi, hạnh phúc và mọi điều như ý. Dạ, bài hát đầu tiên Lệ Thủy Trọng Hữu sẽ hát tặng bà con cô bác cùng các bạn em. Bài hát được mang tên Giấc Ngủ Đầu Nôi của tác giả Đình Trí. Bao nhiêu năm qua xa
tình mộng dở dang khi em đã cất bước sang ngang theo tiếng gọi trái tim mình. Đã mấy năm qua em xa cách quê nhà, giờ gặp nhau đây thì mỗi người một ngã duyên cũ nay còn liền với sâu đau. Dòng sông buồn như muốn nói cùng anh tâm sự lẻ loi của một người chờ đợi, mãi nhớ mong ai mà xa xăm dịu dời tóc đã pha sương khi gặp lại người tình. Người ơi xin đừng nhắn chi thêm buồn, con đây trước tình đơn xin dành hết cho quê nhà. Ngày xưa tình duyên hai đứa thắm nồng sắc son, rồi bóng em đi ngàn xa xăm mù cơi. Hôm nay trở về quê xưa lòng nghe sao xuyên, bóng tre con đò trên dòng sông đầy tình thương. Hôm nay trở về lòng anh mừng vui khôn xiết, bóng tre con đò trên dòng sông đầy tình thương. Tình yêu quê hương vẫn đầy trong trí nhớ là giấc ngủ đầu nôi là bài đầu lòng. Quê ta mưa nắng hai mùa, người dân chăm chỉ ruộng đồng tươi xanh. Dù xa mấy núi mấy sông, ngàn năm vẫn giữ trọn lòng cho quê. Và bây giờ với tấm lòng ái mộ của quý quan khách cũng như là những tràng vỗ tay cũng như những đóa hoa nồng thắm của quý quan khách đã tặng cho Lệ Thủy Trọng Hữu, đáp lại tấm lòng đó, Lệ Thủy Trọng Hữu xin tặng cho quý quan khách cái này không tặng dạ tặng cho quý quan khách một trích đoạn mà tin là sẽ được lòng của quý quan khách, đó là trích đoạn chuyện tình Hàn Mạc Tử. Mới gặp lần đầu tiên, hôm nay là đám thành hôn là của con Mười Trường, đây là bạn. Hôm nay là thay mặt rất là vui gặp Trọng Hữu Lệ Thủy, tặng một bó hoa, trong đây có kèm chút đến. Rồi, xin, xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Bài thơ năm cũ đâu rồi, cho anh xin lại mảnh đời ngây thơ. Anh chị kìa, Mai Đình, em đến thăm anh đó hả? Dạ. Hồi nãy như là em ghé phòng bác sĩ Tùng, nó nói gì với anh với Mai Đình? Dạ, bác sĩ Tùng biểu là em phải săn sóc cho anh. Không cần đâu em à, ở đây có bác sĩ, có y tá, có điều dưỡng rồi. Nhưng những người đó không thể nào săn sóc cho anh được. Tại sao vậy? Tại vì... Vì sao? Vì... Trời ơi, cho tới giờ phút này mà người ta vẫn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người, người ta buộc tôi phải cô độc. Không, anh không cô độc. Bên anh còn có em, còn có Mai Đình. Mai Đình? Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Nếu một ngày nào đó người ta bảo là tôi mang căn bệnh cùi, bệnh hủi gì đó thì liệu Mai Đình có... Anh Trí, làm sao mà Mai Đình dám nhận lời? Hy sinh cái gì? Trời đất ơi, tình nguyện cái gì? Thế gian này là giả dối hết. Hay về đi để cho tôi yên. Về đi. Anh Trí, anh Trí, đừng nói gì nữa. Mai Đình, anh thành thật xin lỗi em. Từ nguyên nhân em lặn lội vào đây để thăm anh, lẽ ra anh dùng những lời lẽ an ủi, đằng này anh lại xua đuổi em. Đừng giận anh nghe em. À, cậu Phú đâu rồi em? Dạ, cậu Phú ra chợ Đà Lạt rồi. Xem không đi với cậu ấy, ngoài chợ Đà Lạt vui lắm. Em ở đây không quen với nỗi buồn của bệnh viện đâu. Em không ham vui, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Em cũng làm thơ nữa à? Ở bên anh riết rồi em cũng quen. Có lẽ em đã quen với cái buồn thời thơ ấu.
và biết đâu em sẽ còn buồn hơn cho đến suốt cuộc đời. Mai Đình, nỗi buồn của em to lớn quá. Anh tưởng anh mang kiếp thi nhân là sẽ gánh vác hết nỗi buồn của thiên hạ, không ngờ còn một người cùng gánh vác với anh lại là em. À, em có đem cái đó theo không em? Anh bảo đem cái gì? Bài thơ năm cụ. Dạ có. Bài thơ năm cụ đâu rồi? Cho anh xin lại mảnh đời ngây thơ. Bài thơ em đợi em chờ, năm năm mới có bây giờ là đây. Mai Đình. Anh Trí. Cái gì vậy? Đưa anh coi. Tại sao em lại giấu anh? Đưa anh coi. Chúa đã trừng phạt con rồi. Anh Trí. Tại sao? Tại sao người ta không nói thẳng với tôi là tôi mang chứng bệnh phong cùi? Tại sao người ta đưa giấy xét nghiệm cho Mai Đình đem đến? Tại sao? Tại sao? Anh Trí ơi, từ nay anh không còn sợ cô đơn. Mai Đình. Bên anh đời như cánh chim phiêu bạt giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã thương anh. Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên anh chỉ còn có một Mai Đình. Người mà tôi bỏ quên suốt quãng đời đau khổ. Nhân chuỗi ngày còn lại, anh cho em là hạnh phúc lắm rồi. Đó là niềm vui, là lẽ sống cuộc đời. Không đâu. Gọi tên anh là Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc Tử. Phải. Ba tiếng Hàn Mạc Tử như trận bão kinh hồn vừa thổi qua bể cát, làm sụp đổ tiêu tan như thành quách quy nghi trầm mặc giữa điêu tàn. Sự nghiệp thi văn còn xa lạ và đã ăn sâu trong lòng da của Mai Đình. Mai Đình, em đang hờn trách anh phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời người con gái. Đừng giận anh nha em, đừng giận anh nha Mai Đình. Và một bài
ơi, 7-8 năm trời em nghe được lời nói này. Mai Đình, Mai Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa. Đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc tương ngộ hôm nay. Hàng mã tử cũng chỉ là một bức danh mà người đời có thể quên đi khi nguồn thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng dần trăng sáng, khi anh là phế nhân dời kiếp sống tật nguyền. Bất diệt đó là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên anh bỏ quên em đem vào hồn tinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ thật sự, bây giờ anh nói tiếng yêu em. Thôi mình về đi anh. Về. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn. Lệ Thủy, Trọng Hữu xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.